quay trở lại với kênh Biên Hòa City nhá. Hiện giờ Vũ đang đứng ở phía trước cổng nhà thờ chính tòa Đà Lạt, hay còn gọi là nhà thờ Con Gà đó quý vị. Thì hôm nay lên đây đi chơi, tiện thể ghé vào đây thăm viếng nhà thờ, cũng như là quay lại cái quang cảnh nhà thờ ở đây chia sẻ với quý vị các bạn. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng Vũ đi một vòng tham quan bên trong nhà thờ quý vị nha. Đây quý vị, thì hiện tại giờ Vũ đang đứng ở phía trước cổng nhà thờ này, nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Đây là các giờ lễ quý vị ha. Đây, cổng chính thì lúc nào cũng đóng chặt quý vị nha. Khách du lịch người ta đang đứng đây đọc kinh cầu nguyện rất là nhiều. Đây, tháp chuông nhà thờ. Rồi, bây giờ Vũ sẽ đưa quý vị đi vào bên trong nha. Khách hành hương rất là đông, cho nên là để xe ngoài nhà thờ chính tòa Đà Lạt, giáo phận Đà Lạt. Đây, tôi sẽ đi cái đường này đi vào bên trong. Đây quý vị, đây chúng ta sẽ đi cổng này vào nha. Đây quý vị ơi, đây từ góc này chúng ta nhìn lên cái tháp chuông nhà thờ này rất là đẹp. Nhà thờ có vẻ như là nhà thờ cổ quý vị. Đây quý sẽ đi lên cái mặt trước nhà thờ nha. Đây quý vị, nhà thờ có kiến trúc rất là cổ. Chuồng cực kỳ cao luôn. Đây quý vị, hai bên là có cái đường này để cho xe chạy lên này. Đây Phú sẽ đi lên cái bậc tam cấp này nha quý vị nhé. Đi lên bậc tam cấp cao này để chúng ta lên tham quan phía trước nhà thờ. Phú nghĩ nhà thờ đã xây từ rất là lâu rồi, cho nên là cũng khá là cũ. Đây quý vị, đây là cửa chính của nhà thờ này. Không biết có được đi vào bên trong khuôn viên bên trong hay không. Đây, bây giờ Vũ sẽ đi vòng qua này nhé. Về tiểu sử của nhà thờ thì cũng không có nắm rõ. Tại vì hôm nay đi du lịch lên này thì tiện thể ghé vào đây quay lại quang cảnh này chia sẻ quý vị thôi. Cho nên là có chỗ nào nói không đúng thì rất mong quý vị thông cảm, cũng như là quý vị hãy góp ý cho Vũ nhé. Wow, hàng cây dâm bụt quá đẹp luôn quý vị. Cây dâm bụt vàng, đỏ, cam đủ thứ hết. Quý vị có thể nhìn thấy cái mặt ngang của nhà thờ này. Đó, mặt ngang nhà thờ rất đẹp. Kiến trúc của nhà thờ cổ nhưng mà rất đẹp quý vị. Đây, tôi sẽ đi thẳng cái đường này vào quý vị nha. Hình như là nhà thờ không có mở cửa, cũng không có cho đi vào bên trong. Cho nên là có lẽ Phú sẽ đi ở bên ngoài thôi. Quay cho quý vị coi. Đấy, đây quý vị, đây là phía sau của nhà thờ này. Đây, từ phía sau chúng ta nhìn lên. Đó, phía sau này hình như là nhà mục vụ sao quý vị. Nhà mục vụ, nhà cha xứ ở đây. Rất là rộng và đẹp. Đây, tôi sẽ đi xuống khu vực sau này nha. Đây có nhà bán đồ lưu niệm đây này quý vị. Bán đồ lưu niệm.
À, bên này là toilet, nhà vệ sinh. Đây, chúng ta quay trở lại phía đằng sau của nhà thờ quý vị. Đó. Cái khuôn viên rất là rộng quý vị. Để cho quý vị có cái cánh cửa này. Có cánh cửa này, quý vị đủ biết là nhà thờ rất là lâu rồi. Đây, cánh cửa này. Đấy. Bằng gỗ. Từ ở góc phía sau nhà thờ này, quý vị có thể nhìn ra thành phố Đà Lạt từ trên cao rất là đẹp. Đấy. Đấy, nhìn lên xa xa phía kia là cái đồi thông rồi. Rất là đẹp. Còn đi từ cái đường này lên thì chúng ta sẽ đi lên phía trước nhà thờ. Đây là bên hông nhà thờ quý vị ha. Bên hông nhà thờ này. Đấy, tháp chuông mà. Thờ rất đẹp. Bây giờ tôi sẽ đi qua những cái khu vực khác quay cho quý vị coi. Thì từ ở phía mặt trước nhà thờ đi vô á là bên phía tay phải. Bên này nhà thờ có đền thánh Giuse quý vị. Đây, tôi sẽ đi vào cái đường này đi cho gần ha. Đây là đền thánh Giuse quý vị nhá. Đây quý vị ơi. Đền thánh Giuse ở đây rất là đẹp. Đấy, thánh Giuse đang bế Chúa Giêsu. Xung quanh là những cây thông quý vị. À, đây là thành phố Đà Lạt cho nên là đây rất là nhiều thông quý vị nhá. Thông thì không có thiếu, rất là nhiều. Ở đây nhà thờ có bố trí ghế đá ở đây này để mọi người có thể đến đây đọc kinh và cầu nguyện cùng với thánh cả Giuse quý vị. Cái không gian rất là đẹp. Và đặc biệt là ở thành phố Đà Lạt thì quý vị biết rồi đấy. Cái không khí nó rất là mát, trong lành lắm quý vị. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi qua bên khu bên kia quay quý vị coi nha. Hello quý vị, thì tôi đang ở bên trong đài thánh cả Giuse. Bây giờ tôi sẽ đi qua bên khu vực bên phía bên kia để quay cho quý vị coi. Hình như bên đấy là có đài Đức Mẹ thì phải. Tôi sẽ đi qua đó quay quý vị coi. Rồi, chúng ta đi quý vị nhé. Rồi, từ bên phía bên này, ở bên phía bên tay trái, chúng ta sẽ ghé thăm qua bên Đài Đức Mẹ. Đài Đức Mẹ bên phía này quý vị. Có rất là nhiều du khách người ta đến đây, người ta đang đọc kinh và cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Đài Đức Mẹ Fatima rất là đẹp. Ở đây cũng là một cái vườn thông quý vị. Mọi người đang đọc kinh cầu nguyện với lại Đức Mẹ rất nhiều ở đây cho nên là Phú sẽ không có bình luận nhiều. Phú sẽ đi tiếp tục qua những cái khu vực bên này quay quý vị coi. Bên phía bên này là những khu vực khác, hình như là nhà học giáo lý quý vị. Nhà học giáo lý. Tôi sẽ đi một vòng cho quý vị coi cái khuôn viên của nhà thờ nha. Không chưa? Chưa vậy? Phía sau này là nhà người dân.
Đây quý vị. Ở đây có những cái tiểu cảnh còn non bộ rất là đẹp. Tới đây là hết rồi quý vị. Bên sau này như nhà mục vụ thì phải. Là hết rồi à. Vậy là chúng ta đã vừa đi tham quan toàn bộ khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Giáo Phận Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, hay gọi là nhà thờ Con Gà quý vị. Nhà thờ Con Gà là theo Phú biết là ở trên đỉnh tháp chuông ấy, đỉnh tháp chuông ở trên ngọn thánh giá có một con gà cho nên quý vị, cho nên gọi là nhà thờ Con Gà. À, còn đây là nhà thờ Chánh Tòa quý vị. Còn tiểu sử của nhà thờ thì cũng không nắm rõ cho lắm, cho nên là quý vị thông cảm nhé. Rồi thì cái video này muốn đưa quý vị và các bạn đi tham quan nhà thờ Chánh Tòa ở Đà Lạt. Thì cái video này Phú xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo nha.